thần tượng ma quỷ, con người đến khi nào mới thức tỉnh? Thuốc phiện, âm nhạc hiện đại, những bữa tiệc quay cuồng thâu đêm suốt sáng, đó có phải thú vui giải trí bình thường không? Câu trả lời đương nhiên là không. Thế giới mấy ai nhận ra đằng sau đó là những âm mưu cùng sự thật bị che giấu hàng thế kỷ qua nhằm mục đích đánh đổ tinh hoa văn hóa truyền thống, đưa con người đến bờ vực thẳm hủy diệt. Vào thế kỷ 18, do nhu cầu xa xỉ về các sản phẩm của nhà Thanh, đặc biệt là lụa, sứ, trà và hương liệu đã gây mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và Anh. Để đối phó sự mất cân bằng này, Anh Quốc lấy lý do buôn bán trà và đã đóng chiếm tại cảng Hồng Kông. Tuy nhiên, điều người ta không hề biết chính là thay vì buôn bán trà thì thứ được thay thế chính là thuốc phiện. John Coleman, cựu sĩ quan tình báo chuyên nghiệp của cơ quan tình báo Anh MI6, đã tình cờ truy cập được tài liệu bí mật hàng đầu của cơ quan tại Angola. Sự thật bên trong làm ông cực kỳ phẫn nộ. Ông quyết định vạch trần thế lực phía sau đang khống chế, kiểm soát chính phủ Anh và Mỹ bằng cách viết nên quyển sách Âm mưu phân hóa, câu chuyện về Ủy ban 300. Nội dung quyển sách có thể tìm thấy trên trang web của CIA. Ông cho biết công ty thương mại Đông Ấn bắt đầu trồng và chế biến thuốc phiện với số lượng hàng trăm hecta, sau đó nhanh chóng thực hiện giao dịch với những quốc gia khác trong hơn 100 năm qua. Công ty Đông Ấn lại thuộc quyền kiểm soát của Ủy ban 300. Vậy Ủy ban 300 bí ẩn này là ai? Paul Hellyer, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết có một tầng lớp ưu tú bí mật toàn cầu, còn gọi là chính phủ ngầm. Họ đang âm thầm kiểm soát và âm mưu thành lập một chính phủ duy nhất trên thế giới. Đó là Ủy ban 300 bí mật siêu quyền lực, được thành lập vào năm 1727 bởi tầng lớp quý tộc Anh. Một tổ chức mà các kênh truyền thông cánh tả không bao giờ dám nhắc đến. Một số tổ chức có tên gọi như chính phủ vô hình, hội tam điểm, Illuminati, v.v. tất cả đều do một tay Ủy ban 300 thao túng. Coleman cho biết mục tiêu cuối cùng của họ là tạo ra chính phủ một thế giới, có nghĩa là một chính phủ sẽ nô dịch người dân toàn thế giới để tầng lớp quyền lực có thể hưởng thụ cuộc sống thịnh vượng, trong khi toàn bộ nhân loại sẽ biến thành nô lệ cho họ. Âm mưu hủy diệt. Văn hóa Hoa Kỳ những năm 50-60 là rất khác biệt. Họ đề cao các giá trị đạo đức gia đình, tự do phóng túng dục vọng không phải là một phần trong văn hóa của họ, mà nó bắt nguồn từ các phong trào cực tả trên thế giới. Để ma túy trở thành một trào lưu của xã hội Mỹ, Ủy ban 300 tìm mọi cách làm suy đồi đạo đức giới thanh thiếu niên. Với ưu thế nắm trong tay các cơ quan truyền thông, họ bắt đầu cổ suý các phong trào hiện đại, ủng hộ tự do cá nhân, ma túy, phóng túng, dục vọng, đánh tan mọi giá trị truyền thống và nền tảng gia đình. Cuối cùng là phá vỡ sức mạnh tâm lý cá nhân, mà theo lời của Coleman là biến thế hệ thanh thiếu niên trẻ tuổi thành những thây ma ngu đần vì ma túy. Họ sẽ dễ bị khống chế hơn những người không dùng thuốc. Coleman còn cho biết Ủy ban 300 nhận ra rằng âm nhạc là một trong những công cụ để điều khiển đám đông mà sức mạnh thực sự của nó không thể đo đếm được. Vì thế, một âm mưu sâu độc đã được lên kế hoạch thực hiện. Họ dốc sức phổ biến âm nhạc hiện đại biến dị để cổ vũ giới trẻ vừa sử dụng ma túy vừa nổi loạn. Thế là nhạc rock and roll được phát liên tục trên radio và truyền hình, lặp đi lặp lại nhằm khiến con người phải yêu thích nó. Đây là loại nhạc với âm thanh không hài hòa, giai điệu không quy phạm, tiếng gõ phách mạnh, xung đột và mâu thuẫn về cảm xúc. Điều này rất giống với triết học đấu tranh của chủ nghĩa cộng sản. Còn chủ đề sáng tác và đời sống của các nhạc sĩ thì tràn ngập tình dục, bạo lực và ma túy. Không dừng lại ở đó, họ còn dựng lên những thần tượng trong ngành giải trí để cổ vũ cho trào lưu này. Chúng ta hãy nhìn vào ban nhạc The Beatles ở Liverpool. Các chàng trai trẻ vì đam mê mà đã bị lợi dụng. Vào những thập niên 60, hiện tượng The Beatles được khởi xướng khắp nước Mỹ. Coleman nói rằng
The Beatles có thể không bao giờ biết được họ đã bị lợi dụng cho mục đích xấu xa này. Lớp trẻ ngày nay, một khi thần tượng ai đó, họ có xu hướng làm mọi cách để trở nên giống với thần tượng của mình, từ ăn mặc, tính cách, thậm chí là tôn sùng cả quỷ Satan. Ví như ca sĩ quốc tế Katy Perry, hằng bao nhiêu người khắp trên thế giới mong ước được như cô ấy. Thế mà trong một đoạn clip phỏng vấn, cô ấy thản nhiên thừa nhận rằng để có được tài năng âm nhạc và sự nổi tiếng như hiện tại, tôi đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Sẽ thế nào nếu hàng triệu người hâm mộ sẵn sàng làm theo Katy? Những loại hình nghệ thuật mà quá khứ được cho là văn hóa cấp thấp đã thâm nhập vào xã hội và đang dần chiếm thế thượng phong, trong khi những bộ môn nghệ thuật truyền thống tốt đẹp cùng tâm thái đạo đức cao của người nghệ sĩ thì lại dần bị chìm vào, quên lãng. Việc ăn mặc theo phong cách kỳ dị, quần áo xấu xí, rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc lâu ngày không tắm gội lại trở thành phong cách thời thượng được cho là tự nhiên. Năm 1965, mục sư David A. Nobel đã viết cuốn sách nhỏ có tên Chủ nghĩa Cộng sản, Thôi miên và The Beatles để cảnh báo công chúng rằng tâm trí của giới trẻ người Mỹ đang bị xáo trộn bởi âm mưu tà ác xảo quyệt nhất trong lịch sử loài người. Độc dược chết người. Những năm 70, chính Timothy Leary, một giáo sĩ tâm linh, cũng là người của Ủy ban 300 đã phổ biến LSD, một loại thuốc gây ảo giác ra xã hội, với tuyên bố rằng nó là thần dược có thể giúp con người trực tiếp tiến đến cõi cực lạc tâm linh, thức thần, tôn giáo và kết nối với Chúa Trời. Mỗi thời kỳ họ sẽ cho ra một loại ma túy mới. Những năm 80 là cocaine, những năm 90 là thuốc lắc, năm 2000 là heroin và hiện nay là fentanyl, còn được gọi là thuốc xác sống vì nó mạnh hơn heroin từ 30 đến 50 lần, mạnh gấp 100 lần so với morphine với cái giá rất rẻ. Quý khán thính giả thân mến, trên đây đều là những gì ghi trong quyển sách của Coleman. Nếu nghi ngờ, mọi người có thể quan sát những gì đang xảy ra ngày nay. Thử tìm hiểu xem ai đang kiểm soát ngành công nghiệp âm nhạc và Hollywood. Sự thật có thể tạm thời bị che giấu nhưng không bao giờ thay đổi. Ngày nay, phần lớn giới trẻ đang chìm vào sự vui thú, dục vọng mà quên mất đi trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội. Nhưng không phải tất cả đều bị đầu độc như vậy. Ở đâu đó trên thế giới vẫn còn một bộ phận những người rất tốt, năng lượng họ mang lại là tích cực và có thể vực dậy tinh thần của những người bị lầm lạc. Xã hội con người đang trong thời kỳ biến động lớn, các thế lực chính tà, thiện ác đang dần biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn. Chúng tôi mong mọi người sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn, không bị dẫn động bởi các thế lực vô hình, tà ác mà dẫn đến hủy diệt trong tương lai.